Châu Kha Vũ, Mỹ Nam sáng tạo doanh 2021, ăn bánh mì cũng gây sốt tựa tài tử Hồng Kông. Sáng tạo doanh 2021 là show tuyển chọn hot nhất đầu năm và lăng xê thành công hàng loạt Mỹ Nam thế hệ mới. Châu Kha Vũ là một trong những visual đỉnh cao, hút fan hàng đầu trong chương trình. Anh chàng debut cùng Into One ở vị trí thứ 10. Mới đây, nhóm tung vlog tiết lộ những khoảnh khắc hậu trường và cảnh Châu Kha Vũ để mặt mộc, ngồi ăn bánh mì với ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính, trở thành đề tài viral trên mạng xã hội. Netizen trầm trồ trước đường nét gương mặt đậm chất lãng tử, sống mũi cao và nụ cười ngại ngùng có thể đốn tim bất cứ ai. Hình ảnh này của Châu Kha Vũ khiến nhiều người nhớ đến các nam tài tử Hồng Kông ở thập niên 90. Gương mặt toát lên nét rắn giỏi, nam tính nhưng cũng tràn đầy khí chất thanh xuân mơ mộng. Bức ảnh chụp cận mặt, cắt ra từ clip của Châu Kha Vũ ấn tượng như một poster phim điện ảnh. Anh chàng được ca ngợi là visual đỉnh nhất trong số những chương trình sống còn trong năm nay của Trung Quốc lại còn rất tài năng. Vừa biết đóng phim, vừa biết sáng tác nhạc. Những ý kiến bình luận, không phải fan đâu nhưng cậu ta đẹp trai thật. Tuy không biết cậu ấy là ai nhưng tôi đoán rằng cô gái nào nhìn thấy hình ảnh này cũng thấy rung rinh. Người ta để mặt mộc ăn bánh mì thì toát khí chất tài tử Hồng Kông thời xưa. Tôi thì, visual này không bao giờ khiến tôi thất vọng. Bên cạnh ngoại hình nổi bật thì Châu Kha Vũ cũng vô cùng tài năng khi có thể đảm nhận cả vị trí rap, nhảy lẫn vocal. Châu Kha Vũ từng đứng đầu bảng trong một lần công bố xếp hạng các thực tập sinh. Nhiều khán giả cho rằng Châu Kha Vũ nếu không debut ở vị trí cao nhất thì cũng sẽ dao động trong top 5. Châu Kha Vũ sinh năm 2002 tại Mỹ và đang là nghệ sĩ thuộc công ty gia hành. Đàn em của những ngôi sao lớn như Dương Mịch, Địch Lệ, Nhiệt Ba. Anh chàng sở hữu chiều cao như một người mẫu, đôi chân dài và gương mặt như sinh ra để làm idol. Châu Kha Vũ nhanh chóng trở nên nổi tiếng khi tham gia sáng tạo doanh 2021, được các thực tập sinh khác chọn là visual hàng đầu. Thứ hạng của Mỹ Nam trong các bảng xếp hạng hàng tuần luôn vào top cao nhưng cuối cùng lại gây tranh cãi vì chỉ debut ở vị trí thứ 10. Thành viên Into One cũng từng bị chỉ trích vì hình ảnh dùng vapor, thuốc lá điện tử, trong ký túc xá, trước mặt các thực tập sinh khác. Đồng thời, đoạn clip phỏng vấn đường phố trước đó 2 năm cũng bị đảo lại. Trong đó, Châu Kha Vũ thản nhiên cầm điếu thuốc lá trên tay dù lúc này anh chỉ mới 16 tuổi. Sau đó, chuyện bố nam thực tập sinh vay nợ cũng trở thành đề tài gây tranh cãi lớn nhưng cuối cùng anh trai của Châu Kha Vũ đã đứng ra giải thích rõ ràng. Bố mẹ họ đã ly hôn từ lâu và họ không còn liên quan đến việc kinh doanh của bố đẻ. Mặc dù debut ở thứ hạng không như kỳ vọng thế nhưng mọi nhất cử nhất động của Châu Kha Vũ vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn không kém các thành viên còn lại. Đặc biệt là nhan sắc đẹp bất chấp mọi hoàn cảnh của anh chàng.